Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2019, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam vinh dự đón nhận nhiều tư liệu liên quan đến quá trình nghiên cứu khoa học, công tác của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Quốc Thắng, nguyên giảng viên Trường Đại học Xây dựng nhân dịp sinh nhật 71 tuổi của ông. Trong số tài liệu trung tâm đón nhận lần này gồm nhiều loại hình như các bản thảo biên soạn giáo trình do Phó Giáo sư Trịnh Quốc Thắng viết tay trong những năm công tác tại Trường Đại học Xây dựng, một số sách tham khảo bằng tiếng Nga ông mua từ năm 1973, thời ông là sinh viên, tập tài liệu về đề tài nghiên cứu cấp bộ, thiết kế tối ưu trong tổ chức xây dựng. Chiếc laptop công cụ giảng dạy đã gắn bó với ông từ năm 2009, bản thảo tập hồi ký ông viết về thời thơ ấu ở chiến khu Việt Bắc và quê hương Vĩnh Yên, một số tập thơ do ông sáng tác từ năm 1968-1998. Phó Giáo sư Trịnh Quốc Thắng quan niệm, thơ ca, âm nhạc và thể thao giúp con người có sức khỏe, trí tuệ để làm khoa học hiệu quả hơn. Trao tặng Trung tâm Di sản những tư liệu đã đồng hành cùng ông, Phó Giáo sư Trịnh Quốc Thắng tin tưởng rằng những tài liệu đó không còn là những hiện vật chết mà sẽ có một cuộc sống mới bởi chúng được phát huy giá trị, góp phần giáo dục tình yêu khoa học cho các thế hệ tương lai. Tôi rất tin tưởng ở Trung tâm, ở chỗ là tôi thì vẫn suy nghĩ như thế này. Nếu mà tôi giữ lại của riêng tôi thì nó chỉ là một cái thứ bảo tàng gia đình thôi. Những cái kỷ niệm sau này cho con cháu lưu trữ ở trong tủ kính mà. Nhưng mà khi đến được trung tâm thì tôi nghĩ rằng là nó có một cái cuộc sống khác. Nó không phải là những cái bảo tàng, những cái hiện vật nằm trong kho cứng đó. Mà nó sẽ tiếp tục có một đời sống của nó. Và nó tiếp tục phát huy những cái giá trị về mặt khoa học, về mặt xã hội. Thì tôi muốn rằng là những cái tài liệu của tôi sẽ được chuyển đến các thế hệ trẻ để họ có thể hiểu được rằng là cái thế hệ của chúng tôi trong những cái năm gian khó của đất nước như thế nào, các nhà khoa học đã cố gắng vượt lên để đạt được những cái thành tựu khoa học cho đất nước.